Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính có trong bản tin. Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, chính phủ đã thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Lãnh đạo thành phố kiểm tra, thăm, động viên người dân tại các khu vực tránh trú bão số 3. Cập nhật thông tin về cơn bão số 3. Thưa quý vị, vào hồi 10 giờ sáng nay ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Vùng ven biển Hải Phòng có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, sóng cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 mét. Vùng biển Hải Phòng bao gồm cả vùng biển Cát Hải và Hòn Dấu, sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão là từ 3 đến 5 mét. Từ chiều nay 7 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, khu vực Hải Phòng có mưa to đến rất to và dông, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước, trong và sau khi bão đổ bộ. Thưa quý vị, trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Một số bộ trưởng, thứ trưởng được cử xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo đôn đốc phòng chống bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão và khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão theo đúng tinh thần các công điện của Thủ tướng. Tối qua, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên người dân được di chuyển đến các địa điểm tránh trú bão an toàn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ngay trong tối qua, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên người dân được di chuyển đến các địa điểm tránh trú bão an toàn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại xã Lập Lễ, đến 18 giờ chiều nay, 20 hộ dân với khoảng 50 nhân khẩu, chủ yếu là công nhân, người lao động, làm việc tại khu công nghiệp V-Ship, đang sống trong các khu nhà trọ xuống cấp, đã được di chuyển về tránh trú tại nhà văn hóa xã Lập Lễ. Đồng chí Bí thư Thành ủy động viên người dân khắc phục khó khăn, an tâm tránh bão tại đây để bảo đảm an toàn, yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo chu đáo, chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ nhân dân trong những ngày bão. Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, quận Ngô Quyền, 106 điểm được chọn để di chuyển các hộ dân sinh sống tại 31 công trình xung yếu của phường Vạn Mỹ, trong đó có 12 chung cư xuống cấp. Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, chính quyền địa phương đã nỗ lực tích cực lựa chọn các địa điểm di chuyển dân phù hợp, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho người dân an tâm tránh trú an toàn đến khi bão tan. Tối qua, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu vực neo đậu các bến tàu khu vực sông Cấm. Cùng đi có các đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kiểm tra tại khu neo đậu bến tàu Sang Đảo Vũ Yên thuộc địa bàn phường Mái Chai, quận Ngô Quyền, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang ghi nhận đánh giá cao, thành phố Hải Phòng đã chủ động các phương án ứng phó với bão số 3 khi đã triển khai công tác chống bão kịp thời.
Đồng chí lưu ý địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục chú trọng công tác phòng chống bão cho các tàu thuyền tại các khu neo đậu tránh bão, bảo đảm phải được chằng chống, bảo đảm các tàu phà an toàn. Giữa các tàu phải có đệm chống va đập và dây liên kết. Bão số 3 được đánh giá là một trong những cơn bão có cường độ mạnh trong nhiều năm qua, nên việc chú trọng chống bão tại các khu neo đậu tàu thuyền sẽ góp phần bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Trong tối qua, thì đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đã tới kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 trên địa bàn quận Ngô Quyền. Trong tối qua, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tới kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 trên địa bàn quận Ngô Quyền. Tại khu vực trạm bơm Mái Đèn, phường Mái Chai, nơi đang thực hiện dự án xây dựng cầu Mái Chai, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, gia cố các máy công trình, hạ độ cao tay cầu, đảm bảo an toàn cho công nhân thi công cũng như người dân khu vực xung quanh. Tại phường Vạn Mỹ, nơi đang có 31 công trình xung yếu, trong đó có 12 chung cư cũ. Đến 22 giờ ngày hôm qua, hơn 3.700 nhân khẩu của trên 1.400 hộ dân được bố trí tới 6 điểm an toàn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân. Nghe cái cơn bão như thế là nó cũng rất là lớn. Nói chung là nhân dân thì cũng lo sợ, bởi vì là cái khu chung cư này thì nó cũng kém rồi. Đấy, thế mà được cái sự động viên bên này coi như là quan tâm của Ủy ban phường cũng như của thành phố và cấp lãnh đạo. Nhân dân rất là nhiệt tình và cũng cảm thấy rằng hăng say là lên đường này, đi gạch. Máy lạnh này, đèn ánh sáng này, nhà cửa cao ráo sạch sẽ. Chỗ làm chỗ nghỉ rất thoải mái, có cơm, có nước, có mì, đầy đủ các thứ. Tôi thấy là như thế này là quá tuyệt vời. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, đến nay, các điểm xung yếu trên địa bàn phường Vạn Mỹ cũng như quận Ngô Quyền đã cơ bản được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân tại đây ứng phó với cơn bão số 3. Thưa quý vị và các bạn, huyện đảo Bạch Long Vĩ là nơi đầu tiên cơn bão số 3 đổ bộ trước khi tiến về đất liền thành phố Hải Phòng. Và trong sáng sớm nay thì cơn bão đã mạnh dần lên, lúc 5 giờ sáng ở cấp 10, cấp 11, đến 6 giờ sáng đã nâng lên mức 13, 14. Và ngay lúc này thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại trực tiếp với ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Huyện ủy, huyện Bạch Long Vĩ, hiện đang có mặt tại huyện đảo về công tác phòng chống bão hiện nay. Vâng ạ. Xin chào ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Huyện ủy huyện Bạch Long Vĩ. Vâng, thưa ông, trong sáng nay thì tình hình mưa bão tại huyện đảo ra sao ạ? Sáng nay thì bão đã vào Bạch Long Vĩ. Khả năng cơn bão theo các chuyên gia dự đoán là hiện tại nó ở cấp 14, 15 và gió giật cấp 16, 17. Và hiện tại thì là qua quan sát bằng mắt thường nhân dân và tôi cũng không ra ngoài được, nhưng mà gió rất to và mưa rất to, cây cối đổ rất nhiều. Vậy thì công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão đã được địa phương thực hiện như thế nào thưa ông? Công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão thì đã được chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Các phương án, các phương tiện tàu thuyền của ngư dân, nhân dân được đưa trên bờ, các cái nhà cửa được chằng chống và các cái công trình thì được gia cố chặt chẽ. Chúng tôi đã khuyến cán bộ và nhân dân trong cái thời điểm này từ trước đó là không được đi ra ngoài, còn tất cả mọi sẽ khắc phục sau khi cơn bão nó tan và nó qua. Đến thời điểm này thì các phương án phòng chống tiếp theo sẽ được huyện Bạch Long Vĩ triển khai như thế nào ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị các nhà chống bão và các nhà đa năng ấy, đưa các nhân dân, cư dân ở sát mép nước ở biển thì đã lên bờ từ trong 15 giờ chiều hôm qua đã thực hiện xong tất cả việc ngư dân và đảm bảo về lương thực, thực phẩm, thuốc men cũng như là ăn trong cái thời gian từ bắt đầu từ chiều hôm qua đã kết thúc. Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Và các thông tin về cơn bão số 3 thì sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay thì tại khu vực nội thành Hải Phòng đã bắt đầu có mưa và gió mạnh. Tại các tuyến phố ghi nhận lượng người và phương tiện ra ngoài đường giảm nhiều so với mọi ngày. Và đến 10 giờ thì gió trở mạnh, nhiều cây đã bị gãy đổ,
Các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống bão. Hiện các địa phương đã hoàn thành công tác hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi tạm lánh an toàn, phong tỏa các điểm, khu vực nguy hiểm, những công trình nhà ở xuống cấp, đảm bảo tài sản cho người dân đi tránh bão, đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, chỗ ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế cho những người già và trẻ nhỏ. Sáng nay tại huyện Cát Hải, gió bắt đầu mạnh lên cấp 5 đến cấp 7, mưa nặng hạt hơn. Và do chủ động nắm chắc diễn biến về tình hình cơn bão số 3, nên huyện sẵn sàng mọi phương án ứng phó với mưa và gió lớn trước thời điểm bão có thể đổ bộ vào Hải Phòng trong ngày hôm nay. Tổng số phương tiện tàu thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 1.178 phương tiện trên 3.840 lao động. Tổng số phương tiện tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 669 phương tiện với 1.596 lao động đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn huyện là 123 cơ sở với 260 lao động. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện đã sắp xếp 10 bè dịch vụ du lịch vào nơi tránh trú an toàn. Ngày 6 tháng 9 năm 2024, còn 181 khách, trong đó có 104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước lưu trú tại Cát Bà. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.